Bên cạnh những vụ tai nạn lao động thì những người làm công ăn lương cũng phải đối mặt với cuộc chiến chống thực phẩm bẩn. Nhất là vào thời điểm cuối năm như hiện nay, khi mà các đối tượng sản xuất kinh doanh thực phẩm bẩn ngày càng có xu hướng tuồn về chợ nông thôn và đặc biệt là các chợ công nhân ở gần khu công nghiệp, khu chế xuất. Thực tế thì chợ truyền thống, chợ tự phát, những gánh hàng rong, quán cốc ở những khu tập trung đông công nhân thì luôn có nhiều thực phẩm mập mờ về nguồn gốc và sẵn sàng phục vụ cho một lượng khách hàng đối tượng này. Vào thời điểm tan giờ làm thì khi mà công nhân đổ dồn tới chợ mua thức ăn, lo cho bữa cơm cuối ngày sau một ngày làm việc vất vả thì cũng là dịp để người bán bung hàng. Năm giờ chiều, các ngôi chợ công nhân bắt đầu đông đúc hẳn lên. Thực phẩm trong chợ không thiếu thứ gì, nhưng để có thể lựa chọn đồ tươi ngon thì không phải dễ dàng. Cũng bởi ngoài rau củ quả thì bất kỳ món hàng tươi sống nào cũng được bao bọc bởi một bầy ruồi. Nhang mũi, rải tre cũng không thấm thấp gì khi thịt thì tái ngắt, cá thì ương, hôi. Không biết các tiểu thương này lấy hàng từ đâu về bán, nhưng giá cả chỉ bằng 1/4, 1/5 giá thị trường. Cá biển chỉ 8-9 ngàn một ký, còn mỗi ký lòng gà, lòng vịt chỉ 3-4 ngàn. Mặc dù khá lo ngại về chất lượng, thế nhưng anh Tam và nhiều công nhân khác cũng chấp nhận mua vì rẻ và không phải đi xa. Thực phẩm ở đây thì mình căn bản là nó, nếu như mà mình đi sớm thì nó thịt với các thứ đồ nó còn tươi, nhưng mà chắc không muộn được vậy thì nó thường kiểu như nó cũng do thời tiết nữa, nên là nó cũng có một phần là nó không được tươi như mình muốn. Mặc dù các loại thực phẩm trong chợ thì có cái mùi lạ, những cái màu sắc thì bất thường và không được tươi sống, thế nhưng mà theo ghi nhận của chúng tôi thì đến khoảng 6 giờ thì hầu như tất cả những mặt hàng ở đây đều đã được bán hết. Còn tại một ngôi chợ trộm phẩm khác, thực phẩm bán cho công nhân còn tệ hơn. Cá, thịt gà, thịt vịt được bày bán trực tiếp dưới nền đất sơ sài, cáo bẩn. Cá chỉ có đầu, gà vịt thì chỉ có đùi hay cánh. Màu sắc thì tái nhợt và bầm tím, giá thì chỉ 17-18 ngàn một ký. Đóng vai người mua hàng, chúng tôi tá hỏa được biết nguồn gốc của số thịt này. Cái này mình lấy ở khu công nghiệp Trà Nóc em. Mình lấy, nói chung là mình lấy qua trung gian. Nói chung là 100 người bán vàng người mua, mà ai bán được cứ bán. Nếu mình bán không hết thì mình về mình muối lại, qua hôm sau mình bán tiếp. Khi chúng tôi tiếp tục thắc mắc về đại lý giao hàng cho những người bán ở đây thì họ từ chối trả lời. Như vậy, nguồn gốc của số thực phẩm kém chất lượng này vẫn còn là dấu chấm hỏi. Thế nhưng, có một điều rất đáng lo, đó chính là nếu như so sánh với những lô hàng thực phẩm bẩn được các ngành chức năng xử phạt thời gian qua, thì những mặt hàng được bày bán tại đây có bề ngoài không khác gì mấy. Và theo ghi nhận, ở các chợ công nhân, hầu như nơi nào cũng có mặt của những gian hàng như thế này. Lợi dụng đồng lương công nhân ít ỏi, kéo theo điều kiện sinh hoạt hạn chế, nên hàng hóa giá rẻ và chất lượng kém thường được tuồn về đây. Điều quan trọng hơn cả là với những thực phẩm kém chất lượng được bày bán như hiện nay, thì công nhân, người lao động có thu nhập thấp đang đứng trước nguy cơ rất lớn về sức khỏe khi hàng ngày vẫn tiêu dùng những thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc. Những hình ảnh mất vệ sinh, thực phẩm không rõ nguồn gốc tại các khu chợ chòm hỏm mà quý khán giả vừa nhìn thấy thì không phải là cá biệt. Tuy nhiên, tâm lý chung là chợ công nhân mà, sáng sớm đã phải đi làm, chiều tối về thì đi chợ. Lúc đó thì cảnh chợ chiều rồi nên đành phải chịu. Chưa kể đến thu nhập chắc chiêu, điều kiện tiếp cận thực phẩm an toàn đối với công nhân vốn rất khó khăn. Đó là lý do khiến các khu chợ này vẫn dửng dưng tồn tại, mà việc quản lý tại đây đối với lực lượng chức năng cũng lơi là nới lỏng.